I'm rich. Hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game rất là quen thuộc ha, Hiệp khách Giang Hồ, bản Việt hóa chuẩn ha. Đây, Hiệp khách Giang Hồ, bản Việt hóa này là chuẩn luôn. Bản thương mại nha, mình nói trước là bản thương mại. Bản này là chúng ta chơi cho vui thôi chứ tính ra nếu mà không nhờ mã code thì thua, bó tay. Rồi, bộ game ha. Quên, nãy có test con rồi. Rồi, bao game là chạy nhiệm vụ ha. Chạy nhiệm vụ một chút, rồi chúng ta đi tìm cái ID của nhân vật. Xong rồi chúng ta vào đây, ID là 1360680. Xong rồi chúng ta vào cái trang web của mình để ở dưới ha, cái link dưới ha. Đó, các bạn nhập cái ID nhân vật vào trong cái Gmail mà các bạn đang nhập 680 đúng không? Rồi chúng ta nhập cái Gmail hồi nãy mình, cái này mình không có quay ha. Các bạn tự nhập vào link ở dưới ha. Ở dưới nó toàn tiếng Việt không à, trong trang web toàn tiếng Việt không mà không có gì hết nên các bạn tự ấy ha. Xong rồi các bạn bấm vào ở kế bên có cái hình hộp quà đó, để mình làm luôn cho các bạn xem. Đây 1 0 0 6 8 6 8 mấy ta, đâu mất rồi, 680. Rồi hồi nãy cái Gmail của mình là cả nhà yêu ha, @gmail.com. đó, server 1 bấm vào ok. Thì chúng ta kéo xuống không thấy đúng không? Ồ, dữ liệu không hợp lệ kìa. Không hợp lệ là có cái gì đó nó sai đúng không? Rồi ta nhập lại 1 1 2 3 nè, thiếu số 0 nè. Đó rồi, đó bây giờ vào rồi ha. Vào rồi đây các bạn kéo ở trên này nó sẽ có pick code nè. Đó, bấm vào thì cái mã code chúng ta là mình sẽ để ở dưới kế cái link luôn. Rồi nhập code thành công á. Nó đâu rồi? Chạy nhiệm vụ chút coi. Đây, mới nạp vô nè. Được rồi nè.
Vào rồi, vào rồi. Đây là được 1 triệu kim nguyên bảo khóa nha, ở lòng không khóa nha. Tươi đó, tiền tươi đó. Đây, lụm luôn, nạp đầu luôn. 1, thu 2, thu. Đó, có giày hoàng kim, đồ hoàng kim nè. Hôm bơ, đó. Ở dưới này thì chúng ta phải nạp thêm. Tỷ lệ nạp cũng rất là cao ha. Nên hỏi mơ. Đó. Quà nạp đầu luôn nè. Phơi. Quá phơi, quá phơi. Thẻ tháng thì muốn thì ở đây các bạn gì gia hàng thẻ tháng. Đây, đây được VIP 10 luôn ha. À, trước tiên mình giới thiệu cho các bạn đâu rồi. Cái cục may gì nãy đâu rồi? Đây. Rồi, để mình vào cho các bạn xem. Nằm ở đây nè nha. Đây. Vào đây các bạn mua được hai cái này nè. Một cái là 2, 4. Cũng được 200 ngàn kim. Tổng cộng là 200 ngàn á. Nè. Được nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Được 200 ngàn á. Được thêm 200 ngàn kim nguyên bảo khóa nữa ha. Đó. Trong này cũng rất là nhiều đồ giảm giá này nọ nè ha. Bạn nào thấy ok thì có mua. Đó. Giờ khuyến mãi nè. Đó. Không giới hạn. Rồi cấp 10 mới gọi được con này. Rồi cho nó chạy nhiệm vụ tiếp ha. Mà thôi từ từ đi. Giới thiệu cho các bạn luôn chứ. Để mà lướt mình cấp 10 cũng hơi bị lâu ha. Nhiều bạn coi video mình có chút xíu à. Đó, đây cũng không có gì ngon ha. Đăng nhập 7 ngày thì có con ngựa nhưng mà nó cũng không ngon cho lắm. Á đù, hồi nãy đây có mã code mà không biết xài được không trời. Đó, đây là chưa ha. Vậy là phải nhập ngoài web nha các bạn. Rồi, video cũng tới đây thôi. Ngắn gọn cho các bạn dễ chơi. Dài quá không thấy ai chơi ha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp mình ha. Còn các bạn mà đăng ký kênh rồi thì like video và share để giúp nhiều bạn đăng ký ủng hộ kênh mình với nha. Thấy kênh mình hay thì chia sẻ cho nhiều bạn nha các bạn. Chia sẻ game, chia sẻ video là giúp cho kênh phát triển ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng là giúp cho mình phát triển thêm nhiều video nữa ha các bạn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đã có hết rồi đó ha. Được 1 triệu, để mình vào shop cho các bạn xem nữa nha. Thì nhiều bạn nói là 1 triệu đó không làm được gì. Đâu rồi, đây shop vàng nè. Bán đồ rất là rẻ ha. Đối với các bạn cầm 1 triệu thì mua cũng được. Rồi, bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.